Ai cũng biết đến, nhưng mà Kiều Giang thực sự chưa không có thời giờ để đi học những đài, cho nên là bây giờ cũng có đôi lúc gặp nhau Kiều Giang chỉ trở thành lên quận để cho những đài thôi. Xong rồi các bạn thân yêu thì nguyên vũ đứng chung quanh chiếc máy để các máy kỷ niệm. A gì? Xin mời tất cả các anh chị bạn bè đến đằng sau lưng chị Nguyên Vũ để mình cho một tấm hình lưu niệm. Oh,
nãy giờ là hát ở đây rồi nha, chứ chưa hát thiệt. Bây giờ mới là hát thiệt. Xin nhà hàng xuống đèn vô. Rồi, 1, 2, 3, đẹp quá. Cái bài Kiều Giang vừa hát là Điều Giản Dị của Phú Quang. Dạ, bữa nào anh mở kiếm em để cứ tới gặp nhà hàng đây, anh lên hát trước cho anh nghe. Xin mời các anh chị ra rumba.